Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Hôm nay là chủ nhật, tiếp tục em Lợi lại về một cái chiếc xe bán tải Ford Ranger số sàn một cầu với cái tầm tài chính 430 triệu. Anh em nào quan tâm chiếc xe đời 2018 cũng khá là cao. Toàn bộ xe thì chạy lướt lốp chưa hết một dàn lốp nhá. Xe thì cam kết không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin. An ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. Đấy, chiếc xe màu xanh thiên thanh Ford Ranger đời 2018 và có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Vậy là quý anh chị là xác định là 430 triệu thì quý anh chị có khoảng tầm 60% thì họ sẽ cho quý anh chị vay tầm 250. Đấy, số còn lại thì rất chi là ít và có thể hỗ trợ ngân hàng đến hơn 250 cho quý anh chị nhé. Anh em nào quan tâm mời qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Và sau đây em Lợi sẽ quay tổng thể từ khung gầm, nội ngoại thất cho quý anh chị xem nhé. Mời anh em và các bạn xem đến cuối video. Và đây là cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này, đồng sơn hai bên lái và bên phụ này khá là đều màu, toàn bộ mặt ca lăng đến đèn pha chiếc xe là nguyên bản nhá. Xe được bác chủ lắp thêm lắp thùng cao. À, răng thì được bác chủ sơn màu đen, kính đèn thì đều nguyên bản theo xe. Tất cả các cái phần đèn pha này, mặt ca lăng này, cabo này rất đẹp nhá. Đồng sơn kính lái này, lốp lắp bậc lên xuống, tay nắm cánh cửa đến đồng sơn bậc không bị móp méo gì. Xe biến Hà Nội nên là anh em yên tâm. Toàn bộ xe thì bên em Lợi bán bao rút hồ sơ, pháp lý đầy đủ cho anh chị em. Đấy. Kính của chiếc xe này đến đèn pha của chiếc xe là nguyên bản nhá. Xe được bảo dưỡng tại Hà Nội Ford nhá. Khung gầm chỉ chạy trong phố phường Hà Nội đây. Sắt xi khung gầm này, quai mộc chưa dọn dẹp gì. Nguyên bản hết cho anh em. Bên lái bên phụ sơn zin. Đèn hậu này. Anh chị em nào mà quan tâm đến cái dòng xe bán tải thì kênh em Lợi khá là nhiều để phục vụ quý chị nhé. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Bác nào quan tâm thì mời qua địa chỉ cửa hàng em Lợi để xem xe, hoặc các bác có thể liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Bậc lên xuống này, kính này đều zin và lốp của chiếc xe khá là dày đấy nhá. Lốp thì em Lợi đã kiểm tra đã tuần thứ 23 năm 2018 này. Sát xi khung gầm. Ford Ranger đời 2018 số sàn XLS một cầu máy dầu. Tài chính tầm tiền 420 triệu nhé. Bác nào quan tâm liên hệ với em Lợi nhé. Và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe nhé. Cột kèo tóc ly chỉ cánh cử này, bao zin hết. Toàn bộ nội thất này được gioăng chống ồn này. Đấy, xe thì em quay mộc nhá. Quý chị nội thất ghế da này, trần của chiếc xe được bọc ni lông nữa. Trần thì nguyên bản và được bọc ni lông, trải sàn da. Bậc lên xuống bên lái bên phụ này đều rất đẹp, trước sau đều nguyên bản hết nha. Xe cam kết zin từng bóng khí, cột kèo ốc này đều zin hết. Đấy, toàn bộ màn hình này, cam hành trình được bác chủ lắp thêm hết rồi. Vô lăng củ số của chiếc xe khá là đẹp. Đây là củ số nhé, số sàn một cầu XLS máy dầu. Các cái phần gioăng chống ồn cột của chiếc xe là nguyên bản hết. Táp ly này khá là mới và đẹp. Với chiếc xe đời 2018 này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe nhé. Đây là toàn bộ các cái phần cột của chiếc xe này, bên lái này đều zin hết nhá. Nội thất bậc lên xuống này. Đấy. Ghế da màu đen. Táp ly cánh cửa này đều nguyên bản nhá, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan. Vâng, đây là cánh cửa phía trước của chiếc xe này. Toàn bộ xe thì cam kết zin, không đâm xô, zin từng con ốc luôn. Đấy, vô lăng này, phun lịch sử này, gương gập điện này. Xe chạy chưa hết dàn lốp nhá. Đây là cái khoang động cơ của chiếc xe đây.
bám đất bụi nguyên này, chưa có dọn dẹp gì, quay mộc cho quý chị nhá, không có chảy dầu gì. Xin từng con ốc cabo này đến ốc tai đầu rằng đều nguyên thủy hết, khoang động cơ máy rất là đẹp và tem mác của khoang máy là còn zin hết nhá. Đấy, toàn bộ xe này từ cabo ra bụng là nguyên zin hết. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán hết toàn thể quý chị các bạn. Em quay mộc cho quý chị một các bạn một cái chiếc xe Ford Ranger đời 2018 số sàn một cầu XLS máy dầu, giá đang chào bán là 430 triệu nhá. Bạn nào quan tâm liên hệ với em Lợi xin chào, gặp lại quý chị và các bạn.